hướng dẫn khắc phục lỗi yêu cầu hoàn tất thiết lập trên FPT Playbox sau khi cập nhật phiên bản PlayOS mới nhất. Mở kênh VTV3 trên box. Bước 1, nhấn OK vào hoàn tất thiết lập. Chọn đăng nhập. Chọn đăng nhập. Chọn sử dụng điều khiển từ xa. Bước 2, nhập tài khoản Google của bạn. Tiếp tục nhập mật khẩu tài khoản Google của bạn. Sau đó đồng ý các điều khoản của trợ lý ảo Google. Bước 3, thực hiện kiểm tra lại chức năng giọng nói. Gọi tên em trong đêm. Mở kênh VTV3 trên box.